bạn thân mến, giáo dục không chỉ là những kiến thức chúng ta học được từ sách vở hay những bằng cấp chúng ta đạt được trong cuộc sống. Giáo dục sâu xa hơn là nền tảng hình thành nhân cách, cách sống và thái độ của mỗi người đối với bản thân và thế giới xung quanh. Một người có giáo dục không nhất thiết phải là người tài giỏi nhất, nhưng chắc chắn là người biết cư xử, biết tôn trọng và biết sống sao cho xứng đáng. Nhất định phải trở thành một người có giáo dục, vì đó là cách để chúng ta góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp, công bằng và nhân ái hơn. Giáo dục không chỉ giúp chúng ta biết thêm về thế giới, mà còn giúp hình thành nên những giá trị cốt lõi của bản thân. Một người có giáo dục sẽ hiểu rõ giá trị của lòng trung thực, trách nhiệm và sự khoan dung. Họ biết đâu là ranh giới giữa đúng và sai, biết làm chủ cảm xúc và hành vi của mình và luôn nỗ lực để trở thành người tốt hơn. Nhân cách không phải là điều có thể dễ dàng thay đổi hay giả tạo. Nó được hình thành từ chính những trải nghiệm và cách sống có giáo dục của mỗi người. Người có giáo dục sẽ không bao giờ coi thường hay hạ thấp người khác, bất kể vị trí, hoàn cảnh hay điều kiện của họ. Thay vào đó, họ biết lắng nghe, biết thấu hiểu và biết tôn trọng sự khác biệt. Họ nhận ra rằng mỗi con người đều có giá trị riêng và đóng góp của họ, dù lớn hay nhỏ, đều xứng đáng được công nhận. Trong cuộc sống hàng ngày, biết tôn trọng và hòa đồng với mọi người chính là dấu hiệu của một người có giáo dục. Và điều này giúp cho xã hội trở nên văn minh và hòa thuận hơn. Một người có giáo dục là người biết kiểm soát bản thân, biết kiềm chế cơn giận, biết lắng nghe và không dễ dàng bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực. Họ không để sự nóng giận hay bất mãn ảnh hưởng đến hành vi và lời nói của mình. Họ biết cách phản ứng bình tĩnh trước những khó khăn, biết nhẫn nhịn trước những lời nói xúc phạm và không bao giờ làm tổn thương người khác một cách cố ý. Đây là những phẩm chất giúp họ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt trong xã hội. Người có giáo dục không chỉ biết về tri thức khoa học mà còn có sự thấu hiểu và lòng nhân ái. Họ biết cảm thông, biết sẻ chia, biết giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Giáo dục giúp chúng ta hiểu rằng con người không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng, vì những người xung quanh. Lòng nhân ái và sự thấu cảm là một phần không thể thiếu của một người có giáo dục. Và chính điều đó làm nên giá trị đích thực của mỗi con người. Một người có kiến thức giỏi, không có đạo đức, không biết yêu thương và tôn trọng người khác sẽ chỉ là một cỗ máy kiến thức vô cảm, thậm chí có thể gây tai hại cho xã hội. Giáo dục đúng đắn không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn phải giúp chúng ta xây dựng nhân cách, rèn luyện đạo đức. Một người có giáo dục là người không chỉ biết làm việc tốt mà còn có lòng nhân ái, sống đúng với giá trị đạo đức của mình, biết sống tử tế với người khác. Cuộc sống của một người có giáo dục không bao giờ là cuộc sống chỉ vì bản thân. Họ hiểu rằng sống có ý nghĩa là biết đóng góp, biết chịu trách nhiệm và biết sống vì người khác. Giáo dục giúp chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ đến từ việc sở hữu mà còn đến từ việc trao đi, từ việc xây dựng và cống hiến cho cộng đồng. Người có giáo dục sẽ sống có trách nhiệm, biết giữ lời hứa và biết hoàn thành bổn phận của mình. Trở thành một người có giáo dục là điều mà mỗi chúng ta cần hướng tới, bởi giáo dục chính là con đường dẫn đến một cuộc sống có ý nghĩa và giá trị. Sự giáo dục không chỉ giúp chúng ta có thêm kiến thức mà còn làm cho tâm hồn chúng ta trở nên phong phú, biết yêu thương và biết sống tử tế. Một người có giáo dục không chỉ sống cho riêng mình mà còn là niềm tự hào cho gia đình, đóng góp tích cực cho xã hội và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nhất định phải trở thành người có giáo dục, vì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi chúng ta trong hành trình sống, trong hành trình làm người.